máy móc, thiết bị chuyên dụng cùng hàng chục công nhân trên công trường đã được huy động để thực hiện công việc cào bóc toàn bộ lớp bê tông cũ của mặt cầu Thăng Long. Lớp keo cuối cùng còn dính trên mặt bản thép cầu được yêu cầu phải cào bóc sạch sẽ vì đây được coi chính là nguyên nhân khiến lớp bê tông nhựa mặt cầu bị sâu dịch vì không còn độ bám dính. Ngày xưa là cái mặt cầu này có cái lớp dính bám, đây do đó họ dính bám rất là chắc cho nên khi mà phun cát đấy thì nó đang còn gặp khó khăn, tiến độ nó đang còn hơi chậm nhưng mà nhà thầu đã có giải pháp để đẩy nhanh cái tiến độ này rồi. Hiện tại thì nhà thầu lập tiến độ và họp để so sánh cái tiến độ hàng ngày, chi tiết hàng ngày. Nếu như mà tiến độ ngày hôm nay chậm thì ngày hôm sau là phải lấy lại tiến độ ngay, không để cho chậm quá một ngày. Theo đánh giá của các chuyên gia, bản mặt thép của cầu bị biến dạng tương đối lớn nhưng hệ dầm, hệ dàn vẫn đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng khả năng chịu lực và tải. 4 trạm trộn bê tông hiện đại cũng được di chuyển trên cầu để chuẩn bị đổ bê tông siêu tính năng, có thể đổ 70 khối bê tông trong 10 giờ và đạt 900 mét vuông. Với công suất này, việc đổ bê tông sẽ hoàn thiện trong 3 tháng. Thì người ta phải thiết lập cái việc là trộn bê tông tại hiện trường để đáp ứng được cái tiến độ cung cấp bê tông cũng như sản xuất bê tông và lưu lèn giải bê tông trên mặt cầu trong cái thời gian được quy định theo tiêu chuẩn trong điều kiện bình thường đến 7 ngày. Và sau 7 ngày thì cái bản mặt cầu UHPC có thể đưa vào thực hiện các cái công nghệ tiếp theo, các cái lớp phủ tiếp theo. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư tập trung giám sát thi công, thực hiện nghiêm giải pháp kỹ thuật công nghệ, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tuổi thọ công trình. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ tất cả mọi cái hoạt động của nhà thầu. Ví dụ chẳng hạn như trong cái giai đoạn chuẩn bị này thì là ví dụ như công tác chuẩn bị như thế nào, công tác cào bóc như nào thì là đề nghị tư vấn giám sát là có chấp hành rất nghiêm túc các tiến độ đạt ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước khi đã thực hiện một cách nghiêm túc. Quá trình thực hiện cái dự án vừa khó vừa phức tạp thì đã từng bước một với cái năng lực và trình độ của kỹ sư và công nhân của Việt Nam chúng ta thì công trình nó sẽ hoàn thành đảm bảo được chất lượng. Hơn 30 năm khai thác, cầu Thăng Long đã góp phần không nhỏ trong giao thông, vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ trong năm nay để đưa cây cầu vào khai thác đồng bộ với dự án đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.